Hello, Thảo xin chào lại quý vị đang xem kênh Thảo ABC Cuộc Sống Pháp. Hôm nay Thảo với chồng Thảo đi chùa ngày lễ Vu Lan. Chùa ở thành phố Thassbua có tên gọi là chùa Phổ Hiền. Bây giờ thì Thảo mời quý vị cùng đi chùa Phổ Hiền cùng với Thảo nhé. Hôm nay ở chùa tổ chức lễ Vu Lan, cho nên chùa Phổ Hiền ở thành phố Thassbua người dân đến khá là đông. Lúc này á, phía trước chùa quý vị thấy vắng á, là vì ở bên trong Thảo nghe là người ta đang làm lễ á. Giờ thì Thảo đưa quý vị tham quan lòng vòng ở chùa Phổ Hiền nha. Địa chỉ của chùa Phổ Hiền là 311, tên đường là Rue de la Fontaineau, mã vùng là 67.000. Ngôi chùa có diện tích là 836 m², khu đất thì rộng 30 mẫu, trong đó thì chùa có thể xây dựng 15 mẫu. Công việc xây dựng chùa bắt đầu vào năm 2013 và hoàn thành năm 2014, và chi phí xây chùa là 1.500.000 euro. Dự án được sự hỗ trợ của Hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Thassbua. Mình đến chùa tranh thủ sớm sớm thì có chỗ đậu xe gần chùa. Còn mà mình đến trễ á, thì mình chạy xe xa mình kiếm chỗ đậu á quý vị. Hôm nay thì cả nhóm Thảo đậu xe cũng xa chùa lắm. Bởi vì đi trễ á, nên cái khoảng cách mà từ chùa tới chỗ đậu xe cũng hơn nửa cây số. Đứng trước chùa nè, Thảo quay xung quanh quý vị xem, xe đậu đông nghẹt luôn. Trong chánh điện hiện tại thì các Phật tử và các sư thầy sư cô đang tụng kinh để làm lễ Vu Lan báo hiếu. Thảo đến chùa cũng khá là muộn. Còn mình có lang thang nhằn cành hoa trắng, nghe cây đắng tìm về trong hồn, đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Bây giờ vào khu vàng lá bay bay nhiều, khung trời từ ly mẹ đã một lần đi. Chào tạm biệt mấy người đẹp nha. Không có gì. YouTube. Tức là lý tưởng YouTube. Thảo ABC Cuộc Sống Pháp. Cuộc Sống Pháp ABC, Thảo ABC. Nào. Có đó. Có quay nữa đưa lên đó. Rồi, đợi tiếng luôn. Vậy là khỏi chạy rồi. Mấy người dân gì thích mua mình mà. Nhầm gì đâu. Tiếp tục Thảo đưa quý vị đi tham quan chùa Phổ Hiền nha. Này khá là đẹp luôn nè quý vị.
Có búp sen rồi đó quý vị. Đây mấy cô chú trong chùa giờ ra đây ngồi nghỉ ngơi ăn uống nè. Đức Phương á, bây giờ nói cái gì này? Muốn nói cái gì để bên người già, người ta nói vừa xong một tiếng ăn làm luôn. Một tớp thì ngồi ăn ở ngoài, một tớp thì người ta vào trong đây người ta ngồi ăn đó quý vị. Đông lắm. Một tớp khách người ta ăn xong cái người ta đi về á vì bây giờ họ chở ra ngoài để coi văn nghệ một chút nha. Giờ thả vô lễ Phật. Thank you.
Bây giờ cái này là lấy cái ghế để ra cho anh đóng cái này trước. Ủa, không anh? Đây đây coi nè. Giờ thì mấy cô chú anh chị đây nè, chuẩn bị phát đồ ăn cho những thực khách đến đây, cũng như là Phật tử gần xa đến đây để dùng bữa cơm chay cùng với chùa Phổ Hiền. Nhiều cô chú anh chị nấu ăn ngon lắm quý vị. Thảo ăn đồ chay đây á, nhất là cơm tấm chay á, có sườn bì chả đầy đủ luôn á, quý vị ăn là ghiền. Cha nghĩa mẹ buông trôi, cơn mưa sâu nặng lòng con đêm hoài. Xin để đến một ngày cài hoa trắng, ôi mà người Việt sống xa quê hương mà đi đến nơi nào thấy bụi tre, khóm trúc hoặc là những bờ ao sen, ao súng, tự nhiên trong lòng cảm thấy dâng lên một niềm thương nhớ về quê nhà. Cảm giác này Thảo nghĩ hầu như ai cũng có, đúng không quý vị? Chùa Phổ Hiền có xây dựng cái ngôi chùa giống như là ngôi chùa một cột giáo Việt, nhìn nó giống lắm. Bây giờ ta sẽ đưa quý vị tiếp tục đi dạo quanh chùa Phổ Hiền nhé. Thời tiết gần vào thu rồi đó, cũng có lúc lạnh, lúc ấm. Thời tiết nó thay đổi đột xuất lắm quý vị. Hồi nãy là ao sen, bây giờ là ao súng. Đồng thời vẫn nằm trên một cái hồ này, nhưng mà phân ra chỗ trồng sen, chỗ trồng súng. Và xung quanh cái hồ á, thì sư cô nhỏ trồng những bụi hoa dạng thọ nè, màu vàng rực rỡ, đẹp mắt quá ha quý vị. Thấy hoa vạn thọ mà Thảo cứ ngỡ là đi đến chợ xuân, chợ Tết vậy đó. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chưa tia nắng về trong ánh mùa sáng. Gió mai mênh mang trên cánh môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Đi một vòng chùa rồi đó, vẫn ghé lại cái hồ sen này nữa. Trời ơi, tôi bị mê hoặc rồi. Sau khi đưa quý vị đi tham quan ngôi chùa Phổ Hiền bên trong rồi, bây giờ mình đi ra phía ngoài sau. Cái chỗ này cô chú anh chị làm công quả nè, đứng bán đồ ăn cho chùa. Không khí nơi đây thật là đông vui và nhộn nhịp nè quý vị. Anh nhớ rồi. Vô ngồi đây. À, chú ơi, bánh này, bánh gì chú? À, chú nướng à. Muốn chú nướng không hả chú? Phải là bánh chú nướng. Thì chú nướng ở ngoài là nếp. Ở trong là gì? Ở trong là chú. Anh mong chú. Chào. Chào em. Ăn là bánh nồi xeo là một cái chi. Thấy chú không? Giờ Thảo sẽ đi mua bánh mì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
văn nghệ. Trời ơi, đứng chụp hình kiểu cọ dữ ta. đứng còn gì rồi dữ. Đây, Thảo chụp cho, em chụp cho. Chụp đó kìa. Trời ơi, đấy người ta chụp. Được. Chụp đứa đó, nó tắt máy chụp luôn đi. Không, chụp bằng điện thoại cho. Kẹp nách ở đâu. Đây. Anh về Sóc Trăng đúng không? Anh với Chánh về không? Sóc Trăng này làm mấy người có Chánh về không? Cuối tháng 11 mình còn bệnh mà. Ảnh cuối tháng 11. Ờ. Mình xuống Sóc Trăng đi mua bánh bía. Anh cái anh ngang bên kia là anh Kiều Bình với Kiều Mẫu á. Ai hỏi thăm anh bây giờ. Chị Mẫu á phải không? Rồi, anh không biết bả lâu về nhìn nó không ra đâu. Bà bả nói lúc trẻ à, gặp anh hồi lúc trẻ chưa vợ. Rồi. Chút anh chút. Ăn mấy chục cái bánh xèo qua anh nhớ. Rồi. Anh ra đi. Ăn hơi mười mấy cái bánh xèo của bả. Dạ, lời bả ăn á. Ủa, lúc xưa mới kỷ niệm á. Rồi, bả còn nhớ mà chị đổ có mấy cái sao tôi đủ ăn. Mà đổ là mình ăn nhiều. Bây giờ ăn cái ăn hết luôn. Mấy không? Mới có mấy tháng mà con không có tới. Gì khỏe không? Khỏe, không mà không khỏe nhiều nữa. À, gì đi có mình hả? Đi mình chứ đâu có là đi hai mình đâu. Rồi đi xe đạp hả hay đi xe buýt? Rồi đi cái gậy nữa rồi. Rồi thấy mẹ con trong chùa không? Hồi sáng bán bây giờ ăn rồi mà ai mới chạy luôn. Mà nay thấy chạy hả? Con mới đi vòng kiếm mà không thấy. Ôi, rồi đâu có thấy đâu. Dạ. Chúc gì nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô nha. Dạ. Nói bà Năm mới nhớ phải không? Nói bà Năm mới nhớ. Dạ. Phải là cô tôi cũng có cô dâu tên Thảo đó nha. Vậy đó hả? Việt Nam có chiều hôm qua. Rồi. Nói Thảo. Giới thiệu Thảo là hết hồn. Đúng không? Phải con dâu mình đó. À con dâu bên đó là tên Thảo. Vậy. À. Thảo nè. Rồi bữa giờ có về không? Có ha, chưa xong, xong là về. Chơi thôi. Về chơi thôi, chơi là ở bển. Dạ dạ. Dạ. Thôi. Rồi cảm ơn cô. Con chào gì nha, con đi. Dạ. Đừng ngốc quên con nha. Có gì? Tôi em đâu? Bữa em về trên đó nha. Có. Đi về lên. Giờ này những người ở đâu mới tới không nè, đông vui quá. Chị khỏe hả? Khỏe hả? Dạ mẹ em cưng. Dạ khỏe. Chị lâu mới gặp mấy năm rồi á. Bữa dặn cái ấy đó nằm ngoái hai ba năm rồi. Ở đây chị ghé chị lấy nha. Dạ. Chào gì? Cái sặc cái kia. Bữa nhạn giàu mới năm ngoái nha. Rồi. Rồi. 2 năm rồi đó. Năm ngoái rồi. Thảo đi Việt Nam tháng 7 mình đi. À đúng rồi đúng rồi. Mình đi năm nay. Dạ. Năm nay anh chị có về không? Không. Chị có về Việt Nam không? Mới về năm rồi, Tết rồi mới về lại nữa. Mới về năm nay về nữa chứ cùi. Không có nghỉ phép về cưng. Thôi dạ. Vậy chị số mình. Này lên đồ đẹp không à? Số tôi hả? Thôi em đi nha, chúc mấy chị mình khỏe nha. Rồi bye bye. Chào em. Dạ.